cho tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nấu ăn mọi người. Đây gồm có thịt bằm. Hôm nay mình sẽ làm bí đao cuộn thịt, canh bí đao cuộn thịt nha. Đây là thịt bằm mình đã ướp rồi. Đây là trái bí đao mình đã lột sạch. Mình sẽ nấu chung với núm nè. Rồi, cái thứ thiếu đó chính là hành lá mình đã trụng sơ ra mình cột nha. Mọi người cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ đi gọt bí đao nha, mỏng nè. Bào nè. Anh hai ơi, coi thịt nha anh hai ơi. Thịt cuộn lại, con lấy hành cũng cột nữa. Từ từ để. Thì cuộn trước đây, vài cuộn nữa. Vậy hả? Ừ, rồi cuộn lấy, cột lấy. Thịt dưới cuộn em hết rồi, hơi hết thịt đúng không? Thì cưng cuộn sao cưng ăn vậy á? Cô hỏi gì mày nói mẹ thế ra lót thì quên đi. Anh hai ơi, coi thịt nha anh hai ơi. Đẹp, đưa thôi. Đẹp. Anh ơi, coi thịt kìa. Anh ơi, coi thịt kìa. Làm đêm nay hai anh em ăn không lại cơm. Thổi đi mua rồi ăn ngoài. Thịt bằm này mua trong Bách Hóa Xanh đó. Bắp trắng rồi. Bạo này cũng khó lắm chứ buộc. Dễ đâu Út. Không hề dễ nha Út. Xe bỏ. Rồi đây mình sẽ bỏ thịt lên cái miếng bí đao. Em tay rửa xong lại bôi rồi. Bôi rồi đó. Ừ, tay rửa xong lại bôi rồi. Còn bây giờ tao làm bôi gì đấy? Sẽ lấy công hành cột lại. Gì? Tao làm gì đấy? Tao làm cái này. Nhưng không? Không mà ơi. Còn tôi lớp bao. Rồi, để chung rồi. Bí đao cuộn thịt. Đây cuốn thứ hai. Nó bay bay. Mày học ra đi, mốt mày nếu tao đi chén mày nấu cho ghẻ mẹ ăn. Thôi. Ghẻ mày đừng có chào mì rồi cho ăn cơm tiệm, chứ không giữ mày chết. Ở bên con mình chồng nấu. Bây giờ chồng nấu. Nó bổ lạnh rồi. Đây. Đó, hấp dẫn chưa? Nè. Milk tea, just for me. Hot, hot, milk.
tea. Milk tea. Milk tea. Milk tea. Just for me. For me. Milk tea. Milk tea. Drink. Đúng luôn. Tại vì đợt em cũng mua rồi, ước là chắc là nó chưa có đã đâu mà. Đây, hấp dẫn cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi nấu canh nha. Nước có sôi nè, sẽ bỏ bí đao cuộn thịt vô. Rồi mình sẽ bỏ vài cục trà viên, cục trà viên vô nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nước rơm vô luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, bây giờ mình sẽ đợi nó cho nó sôi lên nha. Bây giờ mình sẽ nêm nếm bột ngọt, hạt nêm. Được. Mắm. Thôi thứ rồi con trời ơi nữa. Sẽ bỏ tóc đồng hành vậy. Bình yên nào hơn và món ngon nào sánh kịp. Một bữa cơm chiều đạm bạc, mẹ dốc lòng nghe ngọt cả dành môi. Ơ cá kho tiêu, mớ rau đồng nấu canh cùng tép trấu, ăn với chuối chín mùi mà hơn hẳn những vật lạ món ngon. Hạnh phúc gần bên sao ta cứ mãi đi tìm, trong những hư vô mà cuộc đời luôn thử thách.